xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người tiếp tục quay trở lại với series cắm hoa của mình nha. Màu sắc chủ đạo hôm nay của mình sẽ là hoa cúc xù màu đỏ và màu cam nhạt kết hợp cùng với cành hoa chim điểm mọi người nhé. Mọi người cùng mình theo dõi hết video để xem sản phẩm của mình nha. Khá là xinh mọi người. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng mình sẽ tô màu cho cái bụng bằng màu cam. Và bức tranh về chú lợn này đã được mình tô vào xong và trang trí. Hãy để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bấm vào chuông để nhận những thông báo về video tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Và tiếp theo thì mình sẽ cắm hoa cúc xù màu cam nhạt cho mọi người nha. Hello, chào mừng mọi người đến với channel YouTube của mình. Mình đã chuẩn bị sẵn một bức tranh về chùm bóng bóng bay và có đơ đi kèm nhé. Và bây giờ hãy cùng mình tô màu cho bức tranh này trở nên thật đẹp hơn nhé. Mình sẽ cắm sole hai loại hoa với nhau mọi người nhé. Đây là cắm sole nha mọi người. Và tiếp theo thì mình sẽ cắm phần đến cánh hoa chim điểm này nha. Mình sẽ tô màu đỏ nhá. Và mình sẽ tô tiếp cái chân của nó màu hồng nha. Một con thỏ màu hồng. Màu hồng. Em có nên gì với cốc 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 kia thì hoa vừa rồi không? Cốc trẻ gì luôn. Vừa gì vừa ăn xong rồi. Vừa gì bên ngoài vừa gì chất lượng luôn. Và video tô màu cho chú thỏ hồng này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe cho kênh của mình nhé. Xin cảm ơn. Đây nha mọi người, và đây là thành phẩm của mình mọi người nhá. Mình cắm kết hợp sole giữa hai màu của bông cúc xù mọi người này. Kết hợp cùng với những cành hoa chim điểm trên này. Đây, rất là xinh. Mọi người có thể tham khảo mẫu cắm lọ hoa như thế này hoặc là mọi người có thể tham khảo phân loại hoa này dùng để cắm vào deco. Rất là xinh mọi người nhá. Xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Cô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ tô một bức tranh. Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.